19 tháng 11, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức kéo chuông tưởng niệm các nạn nhân của đại dịch COVID-19. Quyết định này đã khiến một đảng viên Việt Tân tên Vũ Thạch dãy nảy lên vì cho rằng chính quyền thành phố đang muốn tẩy xóa trách nhiệm của mình trong việc góp phần gây ra những hậu quả của đại dịch. Vũ Thạch cũng như Việt Tân đã kêu gọi cư dân thành phố dùng nồi niêu, song trào để gây tiếng động mạnh vào ngày 19 tháng 11 nhằm phản đối lễ tưởng niệm này. Đây là một chuyện lạ. Trong suốt 2 năm vừa qua, chính Việt Tân đã nhiều lần tuyên truyền rằng nhà nước Việt Nam cần tổ chức quốc tang và lễ tưởng niệm cho nạn nhân của đại dịch COVID-19. Không lẽ họ đã quên mất điều này? Hay là chính quyền địa phương đã làm lễ tưởng niệm, họ không thể công kích bằng luận điệu cũ, nên sẽ phải chuyển sang một luận điệu mới? Nhân đây cũng phải nhìn lại các lễ tưởng niệm mà Việt Tân từng tổ chức. Hàng năm, họ đều làm lễ tưởng niệm các anh hùng Đông Tiến, tức là thành viên mặt trận Hoàng Cơ Minh đã di chuyển từ Thái Lan đến Việt Nam để tấn công, khủng bố hồi thập niên 80 của thế kỷ trước. Khi làm các lễ tưởng niệm này, liệu Việt Tân có muốn tẩy xóa trách nhiệm của họ trong việc bịa ra các chiến khu, các trận đánh không có thật suốt nhiều năm để lừa tiền quyên góp của người Việt cờ vàng tị nạn? Nếu không, thì vì sao suốt bao nhiêu năm qua, Việt Tân chưa bao giờ xin lỗi cộng đồng về lời nói dối đó? Và những cán bộ Việt Tân tham gia vụ lừa tiền đó đã đi tù vì tội lừa đảo hay vẫn tại ngoại? Có phải nhiều người trong số họ vẫn đang ăn lương, thậm chí điều hành Việt Tân, một phần đến từ những đồng tiền lừa được vào những năm đó hay không? Chưa kể mỗi lần đến dịp 30 tháng 4 hay ngày sinh, ngày giỗ của anh em Ngô Đình Diệm, họ đều hô hào tưởng niệm với chiến dịch truyền thông kiểu tháng tư đen hay tưởng nhớ Tổng thống, rồi massage nỗi đau bằng hoài niệm thành tựu tô vẽ ở thời Việt Nam Cộng Hòa, một chính thể do chính Mỹ tạo dựng nên và tự tay dứt bỏ, như Việt Tân vẫn năm này qua năm kia hoài niệm và nuôi ảo tưởng cho đồng bọn. Tay chân về việc Mỹ và phương Tây sẽ giúp họ phục hoạt lại và đưa họ trở về lật đổ chế độ Cộng sản hiện nay. Giờ chúng ta hãy xem, vào ngày 19 tháng 11, có bao nhiêu người hưởng ứng lời kêu gọi của Việt Tân ở thành phố Hồ Chí Minh? Nếu không ai hưởng ứng, thì xem ra Việt Tân không có người ở Việt Nam, hoặc nếu có, thì cũng là loại hèn, chỉ biết nấp trên mạng để xúi người khác hành động ngoài đời thực. Nhìn lại suốt 2 năm với nhiều đợt dịch bệnh COVID-19 tấn công liên tiếp, băng đảng Việt Tân và dàn truyền thông trên mạng xã hội của nó đã làm được gì ngoài tăng tốc sản xuất tin giả, gieo rắc hoang tin và nỗ lực phủ nhận mọi thành công trong chống dịch của chính phủ và nhân dân Việt Nam? Tổn thất do dịch bệnh gây ra ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, Việt Tân, fan cuồng dân chủ và hàng ngàn fan ảo của họ có đóng góp không nhỏ khi cổ suý chống lại các biện pháp phòng dịch của Đảng, Nhà nước, tẩy chay vaccine, ủng hộ cách chống dịch kiểu dân chủ Mỹ, xem con virus đó như cúm mùa.